Chào các bạn đến với kênh của Bangkek. Đây là video hoàn thiện chiếc bánh cưới hoa kem 3 tầng của mình. Chiếc bánh cưới này có phần cốt là màu xanh nhạt và các bông hoa đều là màu sáng và màu trắng kem. Tổng thể sẽ rất là nhẹ nhàng. Sau khi hoa đã được bắt xong thì mình sẽ chuyển hoa ra một cái khay để tiện cho việc thao tác và sắp xếp bố cục hoa lên trên bánh. Mình lựa chọn tầng 2 sẽ là tầng chính, cho nên sẽ là bông hoa to nhất cũng như đẹp nhất. Làm hoa topping sau khi đã hoàn thiện xong thì vẫn phải rất là nhẹ nhàng từng thao tác một. Sau khi đã đặt hoa xong thì mình sẽ bắt đầu gia cố cái phần sau để đảm bảo cho việc vận chuyển. Mình dùng bay để chỉnh sửa cái chi tiết kem ở phần dưới để nó không bị lem nhem xung quanh cái thành bánh. Những cái chi tiết nhỏ là rất là quan trọng, nó giúp tăng lên cái độ hoàn thiện bánh cho mọi người. Bánh sẽ trở nên gọn gàng, sạch sẽ. Khúc này là mình đang hoàn thiện bông hoa ở trên cùng cũng như là bông hoa ở dưới cùng. Kinh nghiệm mình thấy là khi mà mọi người đặt những bông hoa ở dưới cùng, mọi người phải đặt rất là khéo. Đừng để cái cánh hoa nó chạm quá nhiều vào dưới cái phần đế, sẽ làm bông hoa của mình bị méo, cũng như là không được toàn vẹn cái phần cánh mà nở ở phía bên ngoài. Sau khi đã sắp xếp những bông hoa to xong thì sẽ đến những chi tiết nhỏ. Những cái chi tiết nhỏ nhắn xinh xắn này sẽ giúp làm cho tổng thể chiếc bánh của mọi người trông sẽ mềm mại và điệu đà hơn. Nên là mình luôn luôn không thể thiếu những cái chấm nhỏ này. Và cuối cùng là sẽ là phần cành. Phần cành này thì chắc hẳn là bạn nào cũng biết rồi đúng không? Nó được làm từ mì Ý. Mọi người thêm vào và để cho tổng thể của chúng ta được hoàn thiện. Cuối cùng sẽ là phần hồi hộp nhất và mong chờ nhất, đó chính là đóng bánh và vận chuyển. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Hẹn gặp lại.